Cái buổi hôm nay mình giới thiệu những cái công cụ để mình vẽ Gmail, những công cụ vẽ Gmail thì nó có mấy slide thôi, tại tại vì phần lớn là thầy sẽ nói với thầy demo cho mấy em coi rồi mình làm thôi chứ mình không có lý thuyết nhiều. Mà cái phần đầu tiên á ha, thì nội dung của mình như thế này. Đầu tiên là mình có vài câu hỏi review đó, để mấy em nhớ lại cái nội dung lý thuyết mà mấy em mà thầy Huy vừa giới thiệu cho mấy em đó, để mình học mấy công cụ này mình thực hành đó. Thì thầy sẽ đưa ra một vài câu hỏi, sau đó mình thảo luận nhóm rồi mình trình bày ha, rồi thầy và các bạn sẽ xem coi mình hiểu như vậy có đúng hay hay sai để thầy chỉnh lại ha. Rồi sau đó tới cái phần thứ hai á, là từ những cái nội dung mà mình vừa nói xong á, thì mình sẽ giới thiệu những cái công cụ Gmail này, mình xài nó, mình vẽ nó ra làm sao, một vài công cụ ha, xong mình demo này nọ. Demo xong rồi cái mình sẽ có cái bài tập mình lại dùng những công cụ đó mình vẽ ra, xong rồi thầy với các bạn sửa tiếp. Rồi cuối giờ nếu mà còn thời gian á thì mình thầy sẽ giới thiệu luôn một số cái công cụ để mình vẽ prototype. Tuy nhiên thì cái này cũng không biết là còn thời gian hay không ha, tùy cái phần này cũng là optional thôi, tại vì thầy Huy nói là mấy cái Gmail thôi, Gmail UK, UK và Last đó. Cái rổ tay này là thầy nói thêm. Rồi thì cái nội dung mà mình cần review lại ha là một vài cái câu hỏi. Thông qua những cái này thì mấy em có thể cần xem lại lý thuyết và nhớ lại để xíu mình trình bày thử. Mình có ba câu hỏi chính ha, đó là use case và use case diagram là gì, use case và những cái sơ đồ use case là gì đó. Rồi cái thứ hai là trong cái use case diagram thì nó có những cái thành phần nào, những cái thành phần nào. Rồi rồi trong một cái use case ha, trong một cái use case thì nó có những cái thành phần nào đó. Thì mình trả lời được những câu hỏi này á, là mình để áp dụng là mình vẽ ra cái mình hiểu nó, thì mình sẽ dùng nó để vẽ ra cái sơ đồ. Đồng thời cái ý thứ ba là khi mấy em hiểu ra thì mấy em cũng góp phần cho mấy em mô tả, mấy em viết cái software development plan ha, mấy em viết ra bằng lời. Thì cái ý thứ ba phần lớn nó là trình bày liệt kê một số cái ý để phục vụ cho cái việc mà mấy em mô tả đó. Thì như vậy là chắc thầy nghĩ là trong trong lớp mình cũng có nhóm rồi ha. Thì cái lúc mà mấy em trình bày, mấy em trả lời mấy câu hỏi này thì mấy em có thể search một vài cái ví dụ kèm theo nếu mà có thể ha, còn không thì mình nói không cũng được. Chắc là thầy sẽ chia break out room ha. Sau cái phần này thì khoảng khoảng 25 phút thôi ha. 8 nhân 3 24, mỗi cái khoảng 8 phút và 25 phút. Sau đó mình sẽ lô cái breakout rồi mình làm trình bày ha. Thì như vậy thầy chia khoảng 37 chia 37 đi, 37 room ha. Rồi nhóm của mình thì các em tự tự liên hệ với nhau để join vào cái room mà mình làm việc ha. Đúng rồi, mình cái này mình làm theo nhóm xíu nữa, một hoặc là hai bạn trong nhóm trình bày nói được rồi, một bạn nói cũng được. Thì để làm việc theo nhóm thì các em có thể tạo cái Google Doc online, mọi người edit trực tiếp vào đó đó, vậy đó cho nó dễ. Thường thì làm cái cách đó nó dễ, ai đó đại diện tạo một cái xong rồi mọi người đều gõ vô đó là xong rồi ha, thầy create rồi. Như vậy thì mình tới 14 giờ 14 giờ 10 ha, 14 giờ 10 thầy sẽ blow on room và mình ra đây mình trình bày. Rồi các em có thể join ha, accept và tự join. Nhóm thì nhóm nào cũng được. Cái nhóm mà mấy em đang làm, đang nộp bài mấy cái BA hiện tại đó, nhóm nào cũng được, không sao hết. Mình tại vì mục tiêu là mình review, mình nhớ lại cái bài ha.
Ok thì cơ bản cái nội dung em ghi á thì đúng rồi. Chắc này chắc copy ra quá. Thì sẵn thầy sẽ nhắc lại luôn ha, một xíu tóm tắt cho dễ là một cái use case á ha, một cái use case hoặc là những cái use case là những cái hành động ha, những cái hành động và những cái sự kiện đó mà một cái actor, một cái role nào đó nó tương tác, nó thực hiện trong cái hệ thống của mình. Thì mình nói hệ thống ở đây có nghĩa là app, có nghĩa là web, có nghĩa là cái gì đó mà mình đang thiết kế, mình đang làm đó. Thì tổng cái view file diagram á, là một cái tổng quát để mình thấy được bảng danh sách, tóm tắt, xác định lại tất cả ha. Thường là view file diagram phải tất cả những cái hành động và mình thể hiện bằng cái use case. Trên đó thì mình thấy tất cả actor, tất cả use case đó. Use case đây ra là bạn tóm tắt ha. Rồi cái câu hỏi thứ hai là những cái thành phần trong use case diagram thì em ghi cũng đúng rồi. Use case thì mình dễ hiểu rồi ha. Actor cũng dễ hiểu rồi. Thì cái thứ ba là subsystem ha. Thì cái subsystem ở đây á là mình sẽ định nghĩa cái scope, tức là cái phạm vi của một số cái use case nó nằm trong cái phần nào trong cái hệ thống của mình, có thể gom nhóm lại. Mình sẽ gom nhóm và giới hạn lại cái hệ thống đó thành những cái system khác nhau. Về cái em xuống dưới cái mối quan hệ đi, mấy cái mối quan hệ giữa những cái use case với nhau á, thì ở đây thì như mấy em biết rồi là giữa những cái use case nó sẽ có cái mối quan hệ với actor, đó là cái hình mà mình đang thể hiện đó, mình đang thể hiện. Tuy nhiên thì không không biết là thầy Huy đã dạy hoặc là em mình nói thiếu hoặc là thầy Huy chưa có dạy, đó là giữa những cái actor thì nó cũng có mối quan hệ, không biết là mấy em học cái đó chưa. Tại vì với cái hình không biết là bên dưới em có ghi hay không, tại cái hình thì hình ví dụ thì cũng chưa thấy. Có bạn nào nói cho thầy biết không, là ví dụ như giữa hai cái actor thì thật ra thì nó còn hai cái mối quan hệ nữa là extend và include, thì không biết là cái đó mấy em đã được giới thiệu chưa. Ok chưa, rồi như vậy thì thầy sẽ nói là cái đó rồi. Ok, như vậy thì thầy sẽ nói cái đó. Giờ thì những cái thành phần để nói cái phần 3, tóm tắt cái phần 3 của bạn trước ha. Thì những cái thành phần trong một cái use case thì đúng rồi, thì có name, actor, precondition và condition, rồi alternate flow là cái luồng mà khi mà xảy ra một cái sự kiện thất bại gì đó thì nó sẽ thay thế bằng cái luồng đó. Đó. Như vậy thì mình có ba câu hỏi mình tóm tắt rồi, nhưng mà ở phần 2 đó thì nó thiếu một tí xíu do mình chưa có học. Bây giờ thầy sẽ nói cho mấy em biết cái phần đó là làm sao để mình rồi mình thực hành ha. Ok em stop share đi, thầy sẽ share. Thì nó sẽ còn cái này nữa.